chẳng biết từ bao giờ ngôi đình đã đi vào tâm thức nhân gian như một hình ảnh gắn bó mật thiết với cuộc sống và tình yêu lứa đôi. Đình miếu là chốn tôn nghiêm, nơi thờ đức thần hoàng phúc thần, đồng thời cũng là nơi hội họp của việc làng về hành chánh, xã hội, tôn giáo, nơi hội tụ và lưu giữ hồn quê, là một tài sản văn hóa lịch sử thiêng liêng vô giá của người Việt. Đồng thời, đình miếu cũng là điểm tựa về tinh thần, biểu trưng cho vẻ đẹp lãng mạn thánh thiết của những tâm hồn chân chất yêu nhau. Trong đời sống văn hóa của người Việt, cây đa, bến nước, sân đình đã đi vào tâm khảm của mỗi người chúng ta. Từ nông thôn đến thành thị, như một trong những hình ảnh tốt đẹp nhất khi hướng về cội nguồn. Và không ít mối tình nơi thôn quê đã nên dốc nên hình nhờ bến nước, sân đình, gốc đa. Và hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ngôi đình cổ có cây đa, bến nước, con đò năm xưa. Đình Bình Hưng thuộc xã Bạch Đằng, huyện Tân Yên, tỉnh Bình Dương. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thôi ra quay. Cây đa đó là lâu năm chưa anh? Ừ, cây đa đó. Cái đó cây gì? Cây dầu, nhưng mà cây đa nó bao ở ngoài. À, hèn chi. Ừ, mà chắc nó cũng lâu năm lắm rồi, thấy to quá trời. Ngoài trăm tuổi luôn hả? Dữ hả? Rồi lúc anh nhỏ là nó đã có. À, lúc anh nhỏ là nó đã lớn rồi gì? Ủa mà sao cái đình anh thấy đóng cửa ta? Anh đi ngang không định vô ôm thắp cái hương mà thấy đóng cửa. À, có ngày mới mở chứ không mở thường xuyên hả? Ôi trời ơi. Có hồi nãy em vô trong cái tỉnh xá, vô trong tỉnh xá ôm thắp. À, trong chỗ ông sư thì ta đi đông á. Là ở Bình Định anh hả? À, 25 tháng 4 âm lịch. À, dạ. À, lễ kỷ. À, đình mình là thờ ông nào anh biết không anh? Ông thần, nhưng mà cái ông đó không biết. Ừ. Chứ ở giống như cái đình Thông Tây Hội ở Gò Vấp thì nó thờ hai cái vị hoàng tử. Còn mỗi đình nó thờ nhiều khi mấy cái ông mà có cái công trong cái khu này á. Ông chết ông thành thần á. Đó. Đó. Ta thờ. Dạ. À, lúc mà làm mà mấy cái ngày đó chắc đông anh ha. Dạ. Trong vườn anh còn nhớ.
trường xưa ế a giọng hát gọi về bắt bướm nhưng chưa hề chim đủ cánh chim xa đàn chiều nào anh trượt sáng sông về nơi phố đông sông mênh